Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng tấn công điên rồ vào nhà máy điện hạt nhân. Nga tuyên bố tập kích nhà máy sản xuất động cơ máy bay nổi tiếng ở Ukraine. Quan chức Ukraine nói binh sĩ nước này không phạm tội trong vụ bắn lính Nga ở Lugansk. Đại sứ Anh, Mỹ chỉ trích chiến lược mùa đông của Nga ở Ukraine đảo Đài Loan sẽ sản xuất 104 UAV cảm tử tiên tiến trước năm 2025. Hãng TSMC dự kiến sản xuất chip tiên tiến ở bang Arizona, Mỹ. Các bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc sắp gặp mặt trực tiếp. Trung Quốc báo cáo những ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 trong hơn 6 tháng. New Zealand cân nhắc giảm độ tuổi bầu cử xuống 16. Lễ hội của FIFA quá tải trong đêm khai mạc World Cup, tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Mở đầu là những diễn biến mới về xung đột Đông Âu. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Giao tranh ác liệt tiếp tục bùng nổ ở miền Đông và miền Nam Ukraine, Đài NHK đưa tin. Tổng thống Ukraine Zelensky vào tối ngày 20 tháng 11 cho biết các trận đánh ác liệt nhất đang diễn ra ở Donetsk giống như nhiều ngày trước. Ông nói quân Nga đã pháo kích vào khu vực với tần suất lớn, ước tính có gần 400 vụ tập kích ở miền Đông trong ngày 20 tháng 11. Giao tranh cũng bùng nổ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Các bên nga và ukraine đổ lỗi nhau tiến hành pháo kích. Công ty năng lượng thuộc chính phủ ukraine, Energentom cáo buộc quân đội nga đã có ít nhất 12 lần tập kích vào nhà máy vào sáng ngày 20 tháng 11. Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày 20 tháng 11 nói rằng hành vi tập kích nguy hiểm là do phía Ukraine tiến hành, còn lực lượng của Moscow chỉ sử dụng tên lửa chính xác để tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine ở thành phố miền nam Zaporizhia, cách khá xa nhà máy điện hạt nhân. Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ông Graci kêu gọi các vụ pháo kích vào nhà máy Zaporizhia phải dừng lại ngay lập tức, không thể tiếp tục đùa với lửa. Ông cho biết sau các vụ pháo kích gần đây, một số tòa nhà, hệ thống và thiết bị của nhà máy đã bị hư hại. Tuy nhiên, nhân loại vẫn tránh được một sự cố hạt nhân nghiêm trọng. Ông Rossi nhấn mạnh bất kỳ ai đứng sau các vụ tấn công này hãy dừng lại ngay lập tức. Sếp IAEA gọi các vụ pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân là điên rồ, không thể chấp nhận. Những người tấn công hoàn toàn hiểu rõ mục tiêu của họ. Đây là hành vi tấn công có chủ đích và nhắm mục tiêu rõ ràng, ông Rossi lưu ý. Ông cũng cho biết các giám sát viên của cơ quan Liên Hợp Quốc dự kiến có mặt ở nhà máy vào thứ Hai, ngày 21 tháng 11, để đánh giá thiệt hại. ATI dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga ngày 20 tháng 11 cho biết lực lượng của Moscow đã tập kích chính xác vào nhà máy sản xuất động cơ máy bay Motosik ở thành phố Zaporizhia. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã oanh kích chính xác tại thành phố Zaporizhia, phá hủy dây chuyền lắp ráp động cơ tiêm kích của không quân Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết theo ATI, dù thông báo nói trên không nêu rõ thời điểm tấn công nhưng nhiều khả năng nó xảy ra vào sáng ngày 19 tháng 11. Ông Vladimir Rogov, một quan chức cao cấp do Nga bổ nhiệm ở tỉnh miền Nam Zaporizhia, quân đội Nga đã thực hiện các vụ oanh kích nhằm vào kho đạn dược và nhà máy động cơ máy bay của Ukraine. ATI cho biết thêm, nhà máy Motex chỉ vừa do Ukraine tái kiểm soát gần đây, dẫn tới nhiều vụ lùm xùm. Một công ty Trung Quốc có tên Beijing Sky đã cáo buộc giữa phía Ukraine thực hiện hành động đáng xấu hổ, cướp bóc. Tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài, công ty này sở hữu cổ phần lớn ở nhà máy Motosik và đã kiện Ukraine lên tòa án quốc tế tại Hà Lan. Liên quan đến một video mà phía Nga cáo buộc Ukraine hành quyết các binh sĩ Nga đầu hàng, mới đây một quan chức ở Kiev đã đưa ra quan điểm cứng rắn. Sự việc bắt đầu gây xôn xao vào hôm 18 tháng 11 khi giới chức Nga thông báo mở cuộc điều tra hình sự dựa trên các đoạn video ngắn được đăng trên nhiều kênh mạng xã hội ở Nga. Hãng tin AP cho biết hình ảnh trong video có chất lượng thấp, không rõ ràng. Đoạn video dài nhất có thời lượng 36 giây, trong đó có thấy binh sĩ Ukraine khai hỏa vào nhóm lính Nga ở Luhansk. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định đoạn phim cho thấy lính Ukraine đã hành quyết binh sĩ Nga và Moscow kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế. Đáp lại, CNN dẫn lời ông Dmitro Lubinets, nghị sĩ phụ trách vấn đề nhân quyền trong Quốc hội Ukraine vào hôm 20 tháng 11 khẳng định rằng chính quân nhân Nga đã quyết chiến tới cùng và có hành vi phản bội. Còn việc Ukraine khai hỏa đáp trả không phải là tội ác chiến tranh. Ông Lubinets viết trên Telegram rằng. Dựa vào nhiều đoạn video ghi lại tình hình ở Luhansk, chúng tôi có thể kết luận rằng chính các binh sĩ Nga đã phạm tội ác chiến tranh khi họ giả vờ đầu hàng nhưng lại khai hỏa vào quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Trong trường hợp này, binh sĩ Nga không được xem là tù nhân chiến tranh, mà là những người đang chiến đấu và phản bội niềm tin của đối phương. Việc Ukraine khai hỏa đáp trả không phải là tội hình sự. Ngược lại, những ai lợi dụng sự bảo vệ của luật pháp quốc tế để sát hại binh sĩ mới là những đối tượng phải bị trừng phạt, ông Lubinets nói. CNN và AP đều cho rằng chất lượng của các đoạn video liên quan trong vụ việc đều thấp, đến hiện tại chưa thể xác nhận được về diễn biến cụ thể. Mata Hutado, một phát ngôn viên của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nói với Reuters, Chúng tôi đã nắm thông tin về các video và đang cố gắng làm rõ sự việc. Mọi cáo buộc về hành quyết binh sĩ cần phải được điều tra một cách nhanh chóng, toàn diện và triệt đề. Tất cả thủ phạm cần phải chịu trách nhiệm theo luật pháp quốc tế. Tuyết rơi trên khắp Ukraine báo hiệu mùa đông khắc nghiệt đã ập tới, đánh dấu một giai đoạn mới lạnh lẽo và nguy hiểm hơn trong cuộc xung đột kéo dài gần 9 tháng khi Nga tăng cường oanh kích và cơ sở năng lượng. Tờ The Hill vào ngày 20 tháng 11 cho biết đại sứ Nga tại Mỹ, bà Osana Makarova, thông tin rằng khoảng 2 triệu người Ukraine đến nay vẫn không có điện và không thể sưởi ấm giữa cái rét âm độ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức báo cáo có đến 10 triệu người bị ảnh hưởng sau hàng loạt vụ tập kích cơ sở năng lượng do Nga tiến hành. Phần lớn người dân sau đó đã được khôi phục điện. Các quan chức năng lượng của Mỹ và Ukraine đang tăng cường hợp tác để giúp sửa chữa cơ sở hạ tầng, ổn định lưới điện tại quốc gia Đông Âu, Dohiel cho biết thêm. Tại Liên Hợp Quốc, vào tuần trước, các đại sứ của Mỹ và Anh đã chỉ trích việc Nga tấn công vào cơ sở năng lượng đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield phát biểu, đây là một chiến lược có chủ đích của Điện Kremlin. Nga dường như cho rằng nếu không thể kiểm soát Ukraine bằng bộ binh thì có thể đóng băng nước này và khiến họ khuất phục thông qua việc tập kích cơ sở năng lượng. Thật không thể diễn tả hết sự khủng khiếp mà các vụ tấn công như thế này, bà Thomas Greenfield nói. Theo đời The hiểu, Nga từ ngày 15 tháng 11 đã tiến hành một loạt vụ oanh kích tên lửa dữ dội nhất ở Ukraine. Có hôm sử dụng tới gần 100 tên lửa tầm xa, khiến 10 triệu người tạm thời mất điện. Đại sứ Anh bà bà nói trong một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho rằng, Nga đang cố gắng giành lợi thế quân sự thông qua gieo rắc nỗi tuyệt vọng. Các vụ tấn công và cơ sở năng lượng có khả năng đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Từ ngày 15 tháng 11, Nga bắt đầu làn sóng không kích dữ dội bởi nhất ở Ukraine trong suốt gần 9 tháng xung đột. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao nhằm vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự của Ukraine, cũng như cơ sở năng lượng liên quan bình luận về đợt tấn công lớn mà Nga thực hiện từ ngày 15 tháng 11, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói rằng, các cơ sở hạ tầng được đề cập đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm năng quân sự của Ukraine. Việc Ukraine không sẵn sàng giải quyết vấn đề và không tham gia đàm phán cũng như từ chối nội dung đã thống nhất về văn bản theo thỏa thuận Istanbul là nguyên nhân sâu xa của hậu quả này, ông Peskov cáo buộc. Tổng cộng 9 tàu chở hàng 162.000 tấn nông sản đã rời các cảng phía Nam Ukraine trong 2 ngày 19 và 20 tháng 11 trong khuôn khổ sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Đài CCTV trích báo cáo của Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine cho biết. Cơ quan này nói thêm gần 11,2 triệu tấn hàng hóa thực phẩm thiết yếu đã được xuất khẩu từ ba cảng của Ukraine, theo thỏa thuận chung giữa Kiev và Moscow ký vào ngày 22 tháng 7, với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Thời gian ban đầu của thỏa thuận là 120 ngày và đã hết hạn vào ngày 19 tháng 11. Nga và Ukraine vào hôm 17 tháng 11 nhất trí gia hạn thỏa thuận thêm 120 ngày nữa, áp dụng đối với xuất khẩu nông sản và phân bón. Tổng thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển bà Rebecca Greenspan đánh giá việc gia hạn thỏa thuận là tin tốt đối với an ninh lương thực toàn cầu, mang tới điều tích cực cho các nước đang phát triển. Bà nói thêm sáng kiến là bước đột phá giúp xuất khẩu 300.000 tấn phân bón của Nga mắc kẹt ở nhiều cảng biển châu Âu. Theo CCTV, chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc đã tìm được giải pháp thông qua thương lượng giữa các bên để xử lý vấn đề thiếu hụt phân bón ở thị trường quốc tế. Vào thứ hai ngày 21 tháng 11 thì một tàu chở phân bón Nga dự kiến khởi hành từ Hà Lan đến Malawi. Xin chuyển sang các tin tức khác. Theo trang tin Taiwan News, đảo Đài Loan đã ra mắt máy bay không người lái UAV cảm tử có tên là Kiếm Tường vào cuối tuần trước, đồng thời thông báo kế hoạch sản xuất 104 chiếc UAV loại này trước năm 2025. Phát biểu tình cuộc họp báo ngày 15 tháng 11, ông Chi người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hệ thống hàng không thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Trung Sơn, đơn vị sản xuất vũ khí than chốt của Đài Loan, cho biết, UAV chống bức xạ kiếm tường có phạm vi hoạt động tối đa 1.000 km, có thể đạt tốc độ 500-600 km trên giờ trong giai đoạn lao xuống tấn công mục tiêu. UAV kiếm tường được Viện Trung Sơn phát triển lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm công nghệ quốc phòng và hàng không Đài Bắc năm 2019. Loại UAV này có hai biến thể, một biến thể có vũ khí chống bức xạ và thêm vào đó là UAV mang nhiệm vụ mùi nhữ. Biến thể UAV đầu tiên được thiết kế để chống lại vị trí tên lửa và trạm radar của đối phương. Biến thể còn lại có chức năng kích hoạt và dẫn dụ radar của đối phương. Tổng cộng 104 chiếc UAV dự kiến hoàn thành sản xuất trước năm 2025. Đây là loại UAV cảm tử, nghĩa là phát nổ khi tấn công mục tiêu và sẽ không thể bay trở lại căn cứ. Trong cuộc họp báo tuần trước, ông Chi từ Viện Trung Sơn nói rằng, nhiệm vụ chính của UAV chống bức xạ là phát hiện tín hiệu radar của đối phương và tấn công vào nguồn phát. Ông nói thêm các UAV kiếm tường có thể bay trong khoảng 5 giờ. Chuyên gia cho rằng kiếm tường có thể chống lại hiệu quả nhiều hệ thống radar của quân đội Trung Quốc đặt ở ven biển, trên biển và sâu trong đất liền. Theo ông Chi, quá trình sản xuất hàng loạt và bàn giao hệ thống vũ khí này đang diễn ra đúng tiến độ. Trước đó Viện Trung Sơn cho biết, kiếm tường là loại UAV nhỏ có tính cơ động cao và có thể bay trong thời gian dài, khi cất cánh không cần đường băng, việc triển khai phóng và điều khiển UAV này có thể tiến hành nhanh chóng, giúp tăng độ linh hoạt và khả năng sống sót của vũ khí. Trung Quốc xem Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời và cần phải thống nhất vào đại lục, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Hiện Bắc Kinh chưa bình luận về chương trình phát triển UAV kiếm tường của Đài Bắc. Hãng chip TSMC có trụ sở tại Đài Bắc đang liên kế hoạch sản xuất chip với công nghệ 3 nanomet. Tại đây, máy mới của tập đoàn đặt ở bang Arizona của Mỹ. Tuy nhiên, ông Morichan, nhà sáng lập TSMC hôm 21 tháng 11 cho biết các kế hoạch vẫn chưa hoàn thiện. Theo Reuters, các kế hoạch của TSMC bao gồm xây dựng thêm nhiều nhà máy sản xuất chip ở Arizona. Trong đó, TSMC muốn hướng tới sản xuất chip với công nghệ 3 nanomet hiện đại so với loại chip 5 nanomet chậm và kém hiệu quả hơn ông trang đã trao đổi ngắn gọn với truyền thông ở đài bắc sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh apec ở thái lan ông nhận định mọi người đến gần đây mới nhận ra tầm quan trọng của sản xuất chip và đài loan đã dẫn đầu đáng tự hào trong lĩnh vực này theo reuters việc đài loan chiếm thị phần áp đảo về sản xuất chip dùng trong điện thoại ô tô hay tiêm kích chiến đấu đã gây lo ngại rằng liệu thế giới có lệ thuộc quá nhiều vào hòn đảo tự trị này hay không đặc biệt trong bối cảnh bắc kinh gia tăng áp lực về chính trị và quân sự với đài bắc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa đã đồng ý gặp mặt trực tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lần đầu tiên kể từ khi Trung Quốc tập trận quân sự chưa từng có tiền lệ xung quanh đảo Đài Loan, Fox News cho hay. Trung Quốc cũng đã tạm ngừng đối thoại quân sự thường kỳ với Mỹ sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc vào tháng 8. Sắp tới, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguyễn Phượng Hòa dự kiến thảo luận trực tiếp với người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin khi hai vị tham gia một diễn đàn an ninh khu vực ở Đông Nam Á trong tuần này, Reuters đưa tin hôm 20 tháng 11. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cho biết, Trung Quốc sẽ giữ thái độ cởi mở và chủ động khi trao đổi với Hoa Kỳ. Cuộc gặp của hai bộ trưởng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bali vào tuần trước. Theo hãng tin AFP, Trung Quốc báo cáo 3 người đã tử vong vì COVID-19 ở thủ đô Bắc Kinh trong cuối tuần vừa qua, đánh dấu lần đầu có thêm bệnh nhân qua đời vì đại dịch ở Trung Quốc trong vòng 6 tháng, dù cả nước vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chính sách Zero COVID. Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất vẫn kiên trì chống dịch không khoan nhượng và áp dụng các biện pháp khoanh vùng hạn chế, xét nghiệm đề tra và cách ly. Thủ đô Bắc Kinh ngày 21 tháng 11 báo cáo thêm 962 ca nhiễm, tăng so với 621 trường hợp của ngày hôm trước. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 20 tháng 11 ghi nhận thêm 26.824 ca nhiễm trên cả nước trong vòng 24 giờ, mức cao kỷ lục kể từ tháng 4. Học sinh các trường ở nhiều quận của Bắc Kinh đã học trực tuyến trong ngày 21 tháng 11 sau khi giới chức khuyến cáo người dân ở nơi có nguy cơ bùng phát dịch cao hay ở yên trong nhà. Một số trung tâm thương mại lớn bậc nhất ở Bắc Kinh đã đóng cửa vào Chủ nhật ngày 20 tháng 11, trong khi một số nơi khác giới hạn thời gian mở cửa và tạm ngừng dịch vụ ăn uống tại chỗ nhiều văn phòng doanh nghiệp và cơ quan ngoại giao ở quận trung tâm triều dương yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà không ít công viên và phòng tập gym cũng đang đóng cửa nhiều thị trường chứng khoán khắp châu Á phản ứng tiêu cực vào ngày 21 tháng 11 khi các biện pháp hạn chế được siết chặt ở Bắc Kinh. Tại một trung tâm sản xuất phía nam đất nước là Quảng Châu, hơn 8.000 trường hợp nhiễm Covid mới trong ngày đã được báo cáo vào ngày Chủ nhật 20 tháng 11, khiến giới chức tiến hành khoanh vùng dập dịch, dịch ở quận Hải Châu, nơi sinh sống của khoảng 1,8 triệu người, đồng thời cũng phong tỏa quận Bạch Vân trong 5 ngày. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm thứ Hai ngày 21 tháng 11 cho biết chính phủ của bà sẽ soạn thảo luật để quốc hội thảo luận về việc giảm tuổi bỏ phiếu xuống 16 sau khi tòa án tối cao của nước này phán quyết rằng giới hạn độ tuổi hiện tại là phân biệt đối xử. Tòa án tối cao của New Zealand nhận thấy rằng độ tuổi bỏ phiếu hiện tại 18 tuổi không phù hợp với tuyên ngôn nhân quyền của đất nước, trong đó cho phép mọi người có quyền không bị phân biệt tuổi tác khi họ đủ 16 tuổi. Vụ việc đã được đưa ra tòa án từ năm 2020 với sự theo đuổi quyết liệt của nhóm vận động có tên là MEX16 muốn hạ độ tuổi đi bỏ phiếu xuống còn 16. Phán quyết của Tòa án tối cao New Zealand đã kích hoạt một quy trình xem xét, trong đó quốc hội sẽ thảo luận và thành lập một ủy ban để đưa ra quyết định. Thủ tướng Aden cho biết, bất kỳ thay đổi nào trong luật bầu cử đều cần có 75% trong số 120 thành viên quốc hội bỏ phiếu thông qua. Bà Aden nói thêm rằng, luật mới sẽ không thể được ban hành trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Reuters ngày 21 tháng 11 cho hay, một giờ trước khi bắt đầu diễn ra trận khai mạc World Cup, khung cảnh hỗn loạn đã xảy ra xung quanh công viên Ampida của thành phố Doha, nơi tổ chức lễ hội dành cho người hâm mộ của FIFA. Nguyên nhân vì ban tổ chức cho phép quá nhiều người tràn vào khu vực này. Theo Reuters, địa điểm có sức chứa 40.000 người, nhưng ít nhất gấp đôi số lượng này đã cố gắng tiến vào công viên. Sau đó, cảnh sát đã nhận ra vấn đề và phải mất khoảng 45 phút để đưa bớt cổ động viên ra khỏi khu vực. Sau sự cố, các tình nguyện viên và giới truyền thông tỏ ra bất bình với cách xử lý của cảnh sát, còn những cổ động viên Qatar không khỏi thất vọng, Reuters ghi nhận. Theo CCTV, những ngày gần đây, đợt không khí lạnh đã mang tới mưa và tuyết bao phủ đôi bờ sông Gòn ở khu tự trị nội mông phía bắc Trung Quốc, tạo nên một khung cảnh hư ảo. Cánh rừng dọc theo bờ sông được phủ trong bông tuyết lấp lánh, dù dung nước vẫn chưa đóng băng hoàn toàn. Mặt nước phản chiếu ánh nắng vào sáng sớm, cùng với những hàng cây tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ vào những ngày chớm đông. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại